Chào mừng các bạn đã đến với Omega Top List số thứ 6. Trước khi thị trường game di động bùng nổ, đã có rất nhiều tựa game từng là ước mơ của các game thủ khi chúng xuất hiện trên PC. Với đồ họa chất lượng cao, lối chơi hành động hấp dẫn, chúng thu hút tất cả mọi game thủ đam mê và mơ ước. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là phần lớn game thủ Việt lại không có cơ hội chơi được những tựa game này, bởi chúng chỉ có các phiên bản tiếng Anh và thu phí. Nhưng khi mà game di động trở thành một thị trường béo bở, rất nhiều tựa game đỉnh cao đã được nhà sản xuất thiết kế một phiên bản dành cho di động, thỏa mãn ước mơ của những người đam mê. Và trong chương trình này, chúng ta sẽ điểm qua một vài tựa game đỉnh, đã hoặc là sắp có phiên bản trên di động các bạn nhé! Terra Dark Swan. Là một trong những tựa game hành động nhập vai đỉnh cao nhất trên PC, Terra Online đã từng là tựa game tiêu tốn kinh phí sản xuất lớn nhất với hơn 800 tỷ đồng. Chính vì số vốn lớn bỏ ra, chất lượng của Terra Online không cần phải bàn tới. Với đồ họa đẹp lung linh, vô cùng chân thực và lối chơi hành động đẹp mắt, kịch tính với hơn 10 chủng tộc và 12 lớp nhân vật. Phiên bản di động của Terra Online với tên gọi Terra Dark Swan hiện đang được Hand Game phát triển để ra mắt game thủ trong thời gian tới. Phiên bản này sẽ lấy bối cảnh tương tự như bản PC, với khoảng 10 đến 15 lớp nhân vật, chia thành các trường phái khác nhau như đấu sĩ, xạ thủ, pháp sư, hỗ trợ. Kingdom Under Fire 2. Nếu bạn chưa biết thì Kingdom Under Fire 2 là một tựa game hành động kết hợp với chiến thuật thời gian thực, nơi mà bạn sẽ thỏa chí chặt chém trong chiến trường rộng lớn với 3.000 kẻ thù khác nhau trong đủ dạng hình hài và kích cỡ. Game sử dụng engine FarmTech 2 do chính tay BlueSide tự phát triển, tái tạo được một không khí chiến trường đúng nghĩa với nhiều loại quân cùng xuất hiện trên màn hình mà vẫn giữ được độ chi tiết cao của các nhân vật. Song song với việc phát triển Kingdom Under Fire 2 lên các thiết bị chơi game đặc dụng như PlayStation 4, nhà sản xuất BlueSide cũng cho biết phiên bản di động Kingdom Under Fire 2 Mobile đang sắp hoàn thiện để tung ra trong mùa xuân năm sau. Đại diện của BlueSide cho biết phiên bản Mobile sẽ đem đến cho người chơi một trải nghiệm hoành tráng với cuộc chiến 1v1000 rất gay cấn. ArcheAge là một trong những tựa game được đánh giá cao nhất tại Hàn Quốc. Game sở hữu nền tảng đồ họa tuyệt vời, nhưng hơn hết, lối chơi của game có tính tùy biến cực kỳ cao. Khi không phân chia ra các lớp nhân vật, mà mỗi nhân vật sở hữu 10 cây kỹ năng và có thể tự chọn lựa tăng điểm vào 3 kỹ năng bất kỳ. Bên cạnh đó, game yêu cầu sự kết nối cộng đồng cực cao, người chơi phải liên kết cùng bạn bè của mình, chứ rất khó để solo một mình. XL Games, hãng phát triển trò chơi ArcheAge đã công bố hợp tác cùng GameView để sản xuất một trò chơi di động dựa trên ArcheAge. Trò chơi sẽ do GameView phát hành trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, XL Games cũng cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Epic Games Korea về việc sử dụng Unreal Engine 4 để xây dựng ArcheAge Mobile. Unreal Engine 4 được xem là một trong hai công cụ xây dựng đồ họa game mạnh mẽ và đẹp mắt nhất hiện nay, cùng với CryEngine 3 của Cortex. Blade & Soul. Blade & Soul, tựa game kiếm hiệp phong cách Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng của NCSoft, hiện đã có mặt trên thiết bị di động. Tuy nhiên, thay vì những màn đánh đấm kinh điển, đây là một game thẻ bài sở hữu toàn bộ các nhân vật của phiên bản gốc. Người chơi sẽ thu thập các thẻ bài, nâng cấp chúng để tạo nên một bộ bài hùng mạnh và thi đấu cùng nhau. Về cơ bản, có thể thấy lối chơi của Blade & Soul Mobile sẽ theo xu hướng game thẻ bài kết hợp chiến thuật đang rất thịnh hành, đồng thời được thêm thắt một vài phong cách mới để tạo ra món ăn lạ cho người chơi. Những quân bài sẽ được thể hiện dưới góc nhìn 3D trong phần nâng cấp, và game cũng sở hữu hệ thống cốt truyện bám sát với phiên bản gốc,
hiện game đã phát hành tại Trung Quốc và sắp ra mắt phiên bản tiếng Anh. Lineage Internal. Lineage Internal là tựa game thuộc thể loại MMORPG có nền đồ họa 3D, được nhà sản xuất NCSoft phát triển trong vòng 2 năm. Gameplay tập trung chủ yếu vào hệ thống chiến đấu hack and slash. Bên cạnh những skill đẹp mắt, Lineage Internal còn cho phép người chơi kết hợp chúng lại nhằm tạo ra chuỗi combo liên hoàn đầy uy lực. Cùng với phiên bản chính, bản mobile của Lineage Internal cũng được phát triển và đưa ra giới thiệu tại G-Star 2014. Không giống như nhiều tựa game khác, phiên bản mobile của Lineage Internal sẽ dùng chung máy chủ, dữ liệu với bản PC, thế nên bản mobile gần như giống hệt bản chính, từ đồ họa cho đến giao diện và điều khiển. Điều đó cũng có nghĩa là phiên bản mobile sẽ cực kỳ sát phần cứng và tiêu tốn tài nguyên. Bù lại, chất lượng đồ họa và lối chơi của game sẽ không thua kém gì so với một game đỉnh thật sự trên PC. Devolium. Hãng game View, một trong những hãng game di động hàng đầu tại Hàn Quốc, vừa công bố rằng họ sẽ đưa tựa game hành động đỉnh cao Devolium Online lên nền tảng di động. Đây được xem là một trong những tin vui rất lớn cho game thủ, cho họ cơ hội được trải nghiệm một trong những game hấp dẫn nhất tại Hàn Quốc trong những năm qua. Devolium mang đậm tính chặt chém của dòng game Diablo, với đồ họa rất giống với phiên bản Diablo 3. Vào thời điểm game được công bố thì nó giống hệt tựa game của Blizzard, từ phong cảnh cho đến thiết kế quái vật. Tuy nhiên, đến giai đoạn Close Beta 2 thì game đã thay đổi khá nhiều, từ giao diện cho đến các bản đồ quái vật để đem đến nét riêng cho trò chơi. Devolium có hệ thống tự tìm đường đến nơi làm nhiệm vụ, rất thích hợp cho những ai vướng vào rào cản ngôn ngữ. Cable 2. ESD Soft, nhà sản xuất của Cable 2 cho hay, họ đã đạt được một thỏa thuận với hãng sản xuất game nổi tiếng của Trung Quốc, đó chính là ChangYu, để đưa tựa game đáng chú ý nhất hiện tại của họ là Cable 2 lên thiết bị di động. Theo đó, ESD Soft sẽ lên kế hoạch phát triển và xây dựng nội dung game, giám sát công việc, còn ChangYu sẽ phụ trách gia công và vận hành sản phẩm. Phiên bản di động sẽ tập trung quanh các yếu tố PvP và PvE, vốn là những thứ mà đã làm nên phong cách cho Cable Online. Ngoài ra, game cũng được tối ưu hóa để phù hợp với thiết bị di động. Đồ họa game vẫn giữ phong cách 3D, tuy nhiên sẽ khóa góc camera để bảo đảm tốc độ chạy của game. Cable 2 Mobile dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2016. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Omega Top List số thứ 6. Hẹn gặp lại các bạn ở những show Omega Top List tiếp theo nhé. Chắc chắn là sẽ rất hấp dẫn đó nha.